Lá dứa này cả nhà. Đó, những cái bánh bò nhỏ nhỏ. Hôm nay Thảo vô tới nhà thấy dì gái bánh là dì gái tự làm hết trơn luôn á, chứ không có đếm của ai hết.
Bà này chịu đấy. Bánh bò lá cầm nhìn màu đẹp lên, lá cầm hoàn toàn luôn, thiên nhiên luôn, cũng không cần xài màu gì hết á. Cái này lá dứa này, cục lá dứa thiên nhiên vậy đó, xay lá dứa vô là cái màu đẹp. Mỹ phẩm này gì gì gái toàn làm ở nhà không nhé. Bây giờ là bánh bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối toàn nhà làm không à. Làm mình dạ đúng rồi, mình đặt đặt nhà làm mà còn làm một mình, có ai phụ hết, ngay tiếp hết, ghê thiệt. Làm từ 1 giờ sáng mà đến đến sáng ra là đi ra chợ bán luôn, quá dữ dằn. Nói là ngay tin đâu, hôm nay Thảo vô quay rồi mọi người biết chị gái tự làm, chị gái nói bánh chị gái tự làm hết nhưng mà ít người tin lắm. Hôm nay vô tới tận nhà mới biết à, chị gái nói thật. Cùng một cái mẹ bánh cùng một cái thảo bột mà nó ra hai cái màu à, nên là thảo phải là nãy giờ luôn á, vậy mà nó ra hai màu là vậy đó. Sáng ra ngoài chờ bán khách sẽ hỏi sao hai màu đó, hai cái mẹ hai cái nồi thắt là nó ra khác nhau nữa. Toàn bộ cái bánh của nhà dì gái là dì gái làm hết luôn á cả nhà. Hôm qua mọi người có thể thấy Thảo quay video đó cả nhà, toàn bánh là dì gái làm hết trơn á. Đó, như bánh bò, bánh đúc, bánh chuối, cuốn ngọt, rồi bánh bông lan, bánh da lợn đầy đủ hết đó cả nhà. Đó, đây là bánh tằm khoai mì nè, lá dứa nè. Về bánh của dì gái ở trong chợ thành phố Cao Lãnh đó cả nhà, chợ Cao Lãnh. Đây có số điện thoại của dì gái luôn này, đó Thảo quay số điện thoại dì gái luôn. Mọi người có thể gọi điện để đặt mua bánh hoặc là hỏi dì gái bán ở khu vực nào để mình tìm mua đó cả nhà. Dì gái bánh bò nổi tiếng với món bánh bò. Đây ổ bánh bò này cả nhà, đó sáng dì gái cắt cái bánh bò ra này, ngon chưa? Đó, bánh bò thốt nốt, đổ nguyên cái ổ lớn vậy này, nguyên cái khay bự vậy đó, rất là ngon đó. Ôi nó ra rỉ te đẹp chưa? Đó. Núng na núng nính luôn. Đủ bánh cả đêm, ngủ sáng ra là bán luôn á, dì gái ra là bán luôn đó cả nhà, đó. Làm cả đêm ngủ. Đâu, nó đâu phải màu, nó là lá cầm.
con đâu để màu đâu, đâu nào màu đâu em chưa chi tiết. Dạ không có để màu á, xay lá dứa lá cầm làm màu tự nhiên vậy đó, thả vô tới tầng nhà quay luôn á. Mẹ của mình đó, mẹ sợ rồi đó, không phải nó không chịu mấy cái đó đó, chứ đâu phải là mẹ ấy đâu. À mẹ ruột của mình nó vẫn chịu nữa đó hả? Mẹ phải tin cháu chứ. Tin thì tin rồi đó. Dạ. Điều mà mình mua rồi cho người ta không chịu đó. Dạ. Chứ tin mà phải tin rồi. Qua thả quay cả đêm trong luôn á. Dạ. Ăn trong chuối. Dạ ăn trong chuối này luôn. Này mà không có bán sớm hả? Bán giờ mới chạy xuống đây. Hỏi giùm con coi. Bán 10.000 đồng kìa. Rồi rồi. Dạ bánh cuốn, bánh cuốn ngọt. À hôm qua vậy hết bánh này sao không có mua được. Đó, chị, chị cho mỗi thứ hai cái hai màu ba cái đi rồi đó cho ba ba rồi cái này ba màu rồi đúng chưa cái này không kỳ cái này là cây mì cỏ nè em làm bằng lá dứa không phải màu nó nặng mùi quá à. Không có mũi con nặng đâu. Hôm qua em ăn rồi, ý em đó là nhiều lá dứa quá. À, à đúng dạ. Phải nhiều mới được, nó mới ra vậy chứ đi làm lợt quá nó không nó nhạt nhạt. Nhiều lá dứa quá. Chị có lấy bánh chuối không? Không. Cả nhà cái hộp này là ký là 60.000 đó, bánh ở quê nó rẻ vậy đó, một ký bánh mà có 60.000 thôi, hộp thập cẩm bây giờ đấy cả nhà. Dùng dầu hết cho tôi em có bánh đúc rồi nè, cho ăn thử này không dễ kia chào luôn dạ. Mai người miền Tây là thoải mái rồi đó cả nhà, bán thì cứ cho ăn thử rồi ngon thì mua. Bánh bò ký 60.000, bánh bò lớn đó nha, rất là ngon đó. Số mềm ngon lắm. Cái chừng chực nhớ chạy lại. Dạ. Như bánh, mình làm cũng phải quên. Bánh bò nốt nốt này cả nhà. Rất là ngon luôn đó, bánh bò lắm đó. Mọi người coi cái bánh bò nó ra rì te đẹp chưa? Mát trời. Gì không? Cái rì te đẹp dữ. Gì hả? Tội nghiệp không? Quá đẹp cái gì vậy? Gì á? Rồi gì tới làm mặt? Thôi để nè chị ăn mấy cái mùi nước cho điểm bánh thơm ba chục. Dạ ba chục nghìn. Khói nè.
để mẹ ăn, con để giùm. Đây bánh bò thốt nốt này cả nhà, bánh bò của dì gái đó mọi người, coi cái miếng bánh bò ngon chưa. Đây này, nó có cái rễ tre rất là ngon đẹp, bánh nở rất là đều cả nhà. Đây, cái này là mình cho nước cốt dừa vô ăn kèm với bánh bò. Ăn nhiều thì cho nhiều, mà ăn ít thì cho ít. Cái này là Thảo đi mua mà không có cái muỗng. Này, mọi người coi ngon chưa? Bánh bò nó ngọt vừa phải á. Rất là ngon cả nhà. Cái này dì gái làm hết luôn cả nhà, làm tại nhà luôn. Đây cả nhà, miếng bánh bò rất là ngon luôn á. Ôi nè, cái gì đó nói ngon quá trời. Thảo nói mời dì ăn nhưng mà dì không ăn, nhìn ngon quá trời luôn á.